Cảm ơn các bạn đến với laptop shutterstock.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop shutterstock. Ngày hôm nay một chiếc laptop phân khúc rất là chuyên về văn phòng, dành cho những ai đam mê yêu thích dòng ThinkPad, màn hình rộng rãi lớn 15-17 triệu thôi, chúng ta sẽ có ngay một chiếc laptop rất là cứng cáp và độ bền vượt trội với thời gian. Xin được giới thiệu Lenovo ThinkPad T570. Chúng ta đều biết rằng ThinkPad luôn luôn là một trong những thương hiệu thuần về văn phòng, xây dựng công trình công trường, nó đạt được cái độ bền rất là ổn định. Hầu hết tất cả công ty xây dựng ở nước ngoài cũng như Việt Nam đều thích chọn ThinkPad do được thiết kế trên cái loại chất liệu rất là ổn định, và hầu như là họ cũng không thay đổi về cái mẫu mã cho theo thời gian lắm. Ở đây thì cái form T570 này nó cũng như vậy. Chúng ta nhìn thấy rằng một chiếc laptop chỉ có thể nói là nó mỏng hơn thôi và nó tràn viền hơn so với trước đây. Trước đây thì những cái mẫu như chúng ta đều biết là T420, 30, 40 chẳng hạn, thì nó sẽ có cái thân dày hơn và cái màn hình nó sẽ dày hơn. Ngày nay thì chúng ta thấy rằng mặt cắt mỏng hơn, mọi thứ đều hoàn hảo hơn và có duyên hơn. Nhưng thật ra thì trên vẫn là chất liệu này, vẫn bàn phím này. Chiếc laptop này có thể nói rằng nó phù hợp với những ai cần làm văn phòng, cần gõ telex nhiều. Những bạn nào mà đăng bài quảng bá cho khách hàng á, Facebook á, thì chúng ta có thể chọn cái form như thế này. Vì cái cấu trúc bàn phím này rất là thuận tiện để cho chúng ta gõ, vừa có số liệu vừa có cấu trúc bàn phím, nó rất là cân với bàn tay chúng ta nè. Màn hình lớn 15.6 inch là một lợi thế lớn dành cho một cái máy thuần về văn phòng như thế này. Chiếc laptop này là một trong những mẫu chúng tôi nhập khẩu từ Mỹ về nên sẽ đạt được cái hiệu quả độ bền rất là lớn. Ở đây một camera có sẵn với một chuột và hai chuột. Chúng ta không sử dụng chuột trên, chuột trỏ này hầu như là ở Mỹ khi xài mà găng tay ấy, trời lạnh quá người ta không có phải bắt buộc đeo găng tay thì họ phải xài cái chuột này. Ở Việt Nam hầu như chúng ta không xài, chúng ta chỉ xài chuột dưới thôi. Touchpad và hai nút tray. Từ mặt cắt, thông thường thì tôi thấy rằng Lenovo ThinkPad luôn luôn làm ra rất là nhiều cổng, do họ hiểu rõ rằng nhu cầu văn phòng của những người họ bán rất là nhiều. Ở đây một cái đuôi sạc, một cổng USB, một cổng USB-C, có thể sạc ra điện thoại được nhé. Ở đây là khe tải nhiệt, và đặc biệt ở đây chúng ta thấy rằng có một cái khe SC card. Khi các bạn zoom gần lại tí xíu, đây sẽ thấy rõ hơn. Cái khe SC card này có một chức năng vô cùng quan trọng, có nghĩa là khi mà chúng ta lỗi một trong những các phần cứng bên trong, ví dụ như lỗi về ứng dụng về âm thanh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cần một cái card này xài tạm. Đây là một bánh xe cua quan trọng, lỡ mà chúng ta chưa sửa được, chúng ta mua cái card này gắn vô là nó nhận luôn cả âm thanh, rất là hay. Hầu như các dòng máy Việt Nam sẽ không có cổng này. Đây, bên đây chúng ta thấy rất rất nhiều cổng nữa. Từ bên trái qua, headphone micro, một khe lớn SD card, hai cổng USB, trong đó cổng này có thể sạc điện thoại luôn, HDMI và cả một cổng LAN, một cái khóa nữa. Họ trang bị khá là nhiều cổng và rất đầy đủ. Việc trang bị nhiều cổng như thế này rất tốn kém, tốn chi phí nhiều chứ. Nhưng mà hãng vẫn luôn luôn đầu tư vào để cho phép người dùng được sử dụng rất rất nhiều. Và hơn thế nữa, ở đây là một cái dock đi ra ngoài nữa. Chúng ta có, nếu mà ai có cái docking thì chúng ta sẽ gắn thêm ra được rất là nhiều thiết bị. Thường thường thì các công ty lớn họ mua chúng tôi thì họ xài cái dock này rất là nhiều, do cái dock sẽ xài cho việc những dòng máy cắt CNC, họ cần sử dụng những loại này rất là nhiều. Và đây là pin nhé. Hệ thống tản nhiệt rất là bố trí rất là rộng rãi nè, thoải mái. Rồi, chúng ta hãy nói về cấu hình của chiếc laptop. Trước mặt chúng ta đây là một form máy có cấu hình Core i7. Có hai phiên bản, chúng ta lựa chọn i5 hoặc i7. Ở đây thì Core i7 này chạy CPU là 7600U 2G8 và máy có thể turbo Epson lên đến 3G9. Một CPU cũng khá là ổn định và mạnh mẽ ha. Với RAM trong máy đang là có sẵn là 8GB, chúng ta có thể nâng lên đến 16GB.
Thông thường thì 8GB là cho Windows 10 là hỗ trợ rất là tốt rồi, hiếm khi nào mà cần hơn, trừ khi các bạn xài nhiều ứng dụng, nhiều tab cùng một lúc thì chúng ta có thể sử dụng chọn thêm RAM 8GB nữa. Dòng máy này RAM có thể sẽ khá là nhẹ tiền á. Trong máy đang có sẵn ổ cứng dòng M2 của SSD 256GB. Thì nếu như các bạn cần hơn thì chúng tôi có thể hỗ trợ nâng cấp lên cho các bạn nếu như các bạn mong muốn nhé. Có thể nâng lên đến 512GB. Ở đây kèm màn hình là một loại onboard HD Graphics 620, là một loại cơ bản dành cho giới văn phòng. Vì vậy dòng máy này rất là mát và có thể xài được lâu. Hãy thử một đoạn video nhé. Trước mặt chúng ta là màn hình lớn 15,6 inch Full HD. Ánh sáng của chiếc laptop này là 250 nit, với công nghệ màn hình IPS, có nghĩa là công nghệ nhìn nghiêng. Chúng ta đang ở nhìn trục này, chúng ta nếu chúng ta nhìn trên nhìn xuống nó vẫn giữ được cấu trúc này, hoặc là nhìn như từ góc này qua. Tôi sẽ mở máy tràn màn hình đi. Rồi, chúng ta có thể thấy rằng độ chuẩn về màu sắc của ThinkPad là một trong những nổi trội nhất mà những kỹ sư của họ mang lại. Họ muốn cho chúng ta xài được một chiếc laptop thoải mái, bền, an toàn cho mắt, không chói mắt, nhưng vẫn giữ được những cái đường nét tiêu chuẩn nhất. Trước mặt chúng ta là một cái màn hình lụa chống chói chứ không phải là loại gương. Do vậy đây là một trong những mẫu máy có thể phù hợp để mang ra ngoài công trình, công trường hay là những cái event, sự kiện chúng ta có thể xài kết hợp mà không bị chói bóng đèn hay là ánh sáng mặt trời chẳng hạn. Tôi nghĩ tầm tiền từ 15 đến 17 triệu là khá phù hợp để chúng ta có thể chọn một chiếc laptop Core i7 với cấu hình như thế này, RAM 8GB, ổ cứng 256. 1-2 năm ra đây thì ThinkPad những phân khúc này rất là hiếm có, nó không có nhiều như trước đây. Do từ Mỹ về cái hàng ngạch cũng hơi khó khăn thì những dòng máy này rất là ít, và do chúng tôi cũng mong muốn là chọn cho các bạn những cái máy nó bền nhất, tốt nhất từ hãng, cho nên là phân khúc này hầu như là cũng không phải là sự lựa chọn nhiều. Ngược lại thì các phân khúc cao hơn thì thường xuyên có nhiều hơn, như là T490, 490S thì nó sẽ đa dạng hơn nhiều mẫu mã nhưng giá thành nó cao. Đa phần những dòng các form như thế này thì các công ty của nước ngoài ở Việt Nam họ chọn mua chúng tôi rất là nhiều, do máy đạt cái độ bền ít nhất là phải là 5 đến 7 năm, cho nên họ xài cái số lượng công việc họ rất lớn, họ sẽ kho vận hành, họ bào cái máy rất là nặng, cho nên là máy những cái dòng ThinkPad mới đáp ứng được những cái yêu cầu của họ thôi. Và những dòng mẫu máy này là thật sự là rất là phù hợp do cái kết cấu về vỏ nhựa, pha kim loại, phần khung cứng ron được bố cục rất là nhiều bên trong. Ở đây chúng ta không thể mở ra bên trong, nhưng bên trong đây là những cái thiết bị được bảo vệ rất là tốt. Chính vì vậy thì cái dòng ThinkPad luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tất cả các tập đoàn doanh nghiệp lớn trên thế giới. Ngoài dòng T570 này thì còn khá nhiều mẫu mã khác trong phân khúc 15 inch, 14 inch, 12 inch. Các bạn có thể đến tại showroom 3 tháng 2 để có thể cảm nhận thêm về những mẫu mã trên chiếc cùng trùng với những cái mẫu mã như thế này nhé. Còn về từ lượng pin thì dòng này cho phép dao động từ 2 đến 4 giờ, nó tùy vào công năng sử dụng. Khối lượng chính xác của chiếc laptop này tầm 8-2kg, nó tùy vào cục pin. Và phải nói rằng cầm lên tay rất là mỏng, rất là đẹp. Phần sau chúng ta thấy không, rất là mỏng. Mời các bạn đến 3 tháng 2 nhé, để cùng tham khảo thêm. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0%.
bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online thì các bạn đặt hàng tại website chúng tôi hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 0903344188 hoặc là 0908115124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.